Em đọc giùm anh chữ này coi. Chặn đường. À, chặn đường đúng không? Rồi. Thì còn chữ này. Chặn đường. À, cũng là chặn đường đúng không? Nhưng mà cái này có g, còn cái này là không có g. À. Vậy cái không có g này là cái gì? Em hiểu được cái nghĩa của nó không? Chặn đường là người ta chặn đường mình á. À, người ta chặn đường mình. Ừ. Ok. Còn cái này, còn có g thì đó là sao? Có g hả? À, chặn đường này là cái sao? G, g này là chặn đường, đường diễn tả sao ta? Em nghĩ sao thì nói vậy, em nghĩ thì là chặn đường là đi, là chặn đường là dài đó. Ô, là khoảng cách đúng không? Ừ. Đúng, chính xác. Ôi, bữa nay giỏi dữ ta. Cái này là chặn đường là người ta chặn mình lại. Ừ, ừ, người ta chặn đường mình lại không cho mình đi. Ừ. Cái này gọi là động từ, đấy là hành động chặn lại. Còn có g là khoảng cách đúng không? Ừ. Tuyệt vời, good.